Mà lỗi này thật sự anh cũng hơi bị đẻo đẻo hồi xưa nó không nói. What? Cái dòng máy phòng ghi buồn sáu cũ đó lỗi cái mẹ đó, tài xế ba ơi. Đó, hồi đó tao quay video ráng gồng dữ lắm luôn á. Ừ, anh là kinh nghiệm cao ráng gồng để tập cho đúng á. Nhưng mà bảo đảm người ta vô tập sẽ bét tiền. Chào mừng các bạn đến với ngày đi làm xuyên bang của anh Duy Nguyễn nha. Hôm nay là ngày chủ nhật và Duy Nguyễn chạy dân trâu bò làm từ sáng giờ luôn. Mấy thằng media khốn nạn lắm em. Má mình hẹn nó làm đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều tức là 1 giờ, 2 giờ nó tới, 1 giờ mình tới mình chờ nữa. Quê cũ rồi nha. Cú thứ hai quê hơn nè. Cú thứ hai là có một cái máy tập á, anh dặn là máy BT bên quận 12 á, nó lắp cái đây một tầng rồi đó. Qua máy nguyên à. Giờ máy media bay vô bắt lắp luôn. Rồi giờ xong rồi đó. Cái quê thứ ba đó là kêu dời máy trên tầng 3. Tầng lý và địch đó để cho nó đẹp đẹp xíu, để cho nó có những cái khu check in này nọ, nó sang trọng sang chảnh này nọ. Má tao làm tòa nhà mấy chục tỷ luôn, tao làm 4 khu check in, mỗi tầng 2 khu check in. Nhưng khu check in ngay chỗ ngay gần toilet cái nữa, đóng khu check in luôn, để máy vô cái mít khu check in luôn nổi. Làm riết người ta không có chỗ, người ta tập tự sướng, người ta không có selfie, người ta không có PR truyền thông mạng, nó không nổ. Hàng kia tao kỳ sát tôi 12 lâu quá mà nó chưa nổ truyền thông ta. Nó không phải là anh không có tập bên này, nhưng mà có một cái là chưa khai thác tốt. Đó. Rồi xong rồi biết cái vụ mà khiêng máy giọng máy không, nguyên tao với đám media làm thấy mẹ luôn. Ở giờ là giờ mới kịp làm chuyện chính á, là chỉ làm xuyên bang thôi, mai là làm chuyện chính là hướng dẫn xuyên mới tập mấy em. Không có súp luôn, xài súp mới, súp của Nutrex. Này rì quạt cao nha ba. Thằng Lai Bô Xích này hài lắm, nó là đốt mỡ đúng không? Nhưng mà giờ đó, nó làm ra rì quạt cao luôn. Lai Bô Xích standing. Training, trend, lộn, ten, tổng này đi thi đấu nha. Mấy thằng kia đi thi, tao không thi. Thi đấu đó, nó ngồi nó tăng màu không à. Nè, thằng nào nấy đen thui. Chơi muỗng thôi mấy em, bữa nay mình tập nhẹ nhàng thôi mà. Cái loại rì quạt cao này rất thích hợp cho những phương pháp như là superset đó mấy em. Superset, dropset rồi này nó FF7 rồi đó, mấy giáo án đó ok, rất thích hợp cho loại điều cao này. Giá thì nghe nói sinh viên lắm, thôi khỏi hỏi. Mà chung hàng nào anh xài cũng được hết á, hàng này cũng là hàng xịn sò của Nutrex á. Nutrex giờ nó nhiều hàng lắm em, giờ tao không chả nhớ nổi nữa. Nó tụi em nhớ gì nhớ nha, mua điều cao á thì phải mua hàng của BBT nha. Anh Duy chỉ còn thấy tụi em mà mua hàng khác mà up trên mạng hay lên miết gì đó, mức độ nhẹ là unfan, mức độ nặng lóc á mấy em. Có những thằng nó bị tao lóc, không hiểu sao tao lóc luôn. Nó thật sự á, chơi vậy chơi với chó, chơi với ai. Má video thì coi của tao. Cái gì của anh Duy Nguyễn hỏi từ xe, từ đời, từ mẹt cho tới kinh tế xã hội, cái gì của anh Duy Nguyễn hết. Đi mua súp lậu. Mấy thằng khứa này là phải diệt trước. Không để lâu ngày chơi thân nó hại mình đó mấy em. Đồ mà rẻ tiền uống ngon mày. Uống này giống anh pha bum nha. Nó không có cái mùi Coca-Cola nặng như bum, nhưng mà nó cũng có chút đỉnh. Mới về mấy em. Phụ kiện về. Bởi vậy mấy thằng khứa trên mạng đó mấy em. Anh nói phụ kiện về mua lẹ đi. Cái nó về nào anh? Có bình lắc không anh? Bình lắc là phụ kiện hả mày? Lóc đó rồi. Nó bình lắc có bình lắc không anh? Tao nói tao về phụ kiện, mày hỏi tao về có bình lắc không? Đó, lóc luôn. Rồi xong rồi phụ kiện sao anh? Có mẫu mới không anh? Chụp hình em coi anh, nhiêu tiền anh? Mày biết mày luôn đi con. Rồi phụ kiện của THL mua biến đi. Mày mua có cái bao tay có 250 à. Mà mày hỏi nhiều quá à. Ghét nhất ngữ đó. Đường ta công ty lớn, tập đoàn lớn, ta làm ăn ra sản phẩm nó đủ quy trình hết. Đúng không? Chất lượng là tuyệt đối. Bây giờ mày đặt hỏi mấy câu râu ria cắm lợn đi xài hàng Tàu đi. Bởi vì tập anh nóng lắm, bởi anh không làm sale được mấy em. Nóng kinh khủng luôn thiệt. Bởi vì sale của anh thì mấy em vô, mấy em muốn đỡ bị đam thì mấy em hỏi sale. Còn hỏi anh là tạo quan hệ thôi. Hỏi anh là cứ xuống tiền đi. Hồi nãy có con cu kia nữa nhắn tin hỏi anh làm ghê lắm. Quận 9 mấy giờ khai trương mở cửa, anh nói 7 giờ. Cái đó sao nó không mở 5 giờ anh? Ủa phòng game triệu đô chứ đâu phải, không phải phòng game cỏ con. Ở phòng game cỏ thì là hai vợ chồng mày ngủ qua đó luôn á, mày mới mở cửa giờ đó. Đâu phòng tao mướn người, tao phải vận động nguyên cái hệ thống phòng game của tao. 7 giờ mở cửa đúng rồi, được thì tập không được thì nách đi. Cái đó dạ em xin lỗi anh, em nóng quá. Không mày, tại mày hỏi sếp nó vậy đó. Xong rồi tiếp tục cái hỏi tiếp, thôi vậy chắc em phải tập buổi tối quá. Cái anh trả lời lại, mày tập buổi tối đúng rồi. Buổi tối đèn đuốc này lo check in lên nó được sáng một phương, tập buổi tối vui rồi. Đóng tiền đi hỏi nhiều tao lóc bây giờ. Không biết chút nó có chạy qua đóng tiền không, sinh viên mấy em, sinh viên. Nói anh comment cho anh câu đàn ông đàn an á, mấy cái chuyện râu ria cắm lợn được quyết không được thôi đừng hỏi. Đúng không? Mặc dù á tụi em chỉ hỏi một cối sale thôi, nhưng mà anh dạy tụi em cách làm người, cách sống để cho tao nể trọng. Đàn ông đàn an mà nói nhiều quá, mấy cái chuyện râu ria cắm lợn trả giá lên suốt hoài. Rồi vô bao tay rất là vừa mấy em. Ok,
Bây giờ xin giới thiệu với tụi em cái máy này có tên là máy bicep tricep. Bicep tricep, dòng máy là dòng máy Sotrai. Đúng không? Hệ máy là hệ performance. Xin giải thích một chút, performance không, nó không chịu nhé em, phải performance plus, dòng máy là stop top. Ok. Cái hệ máy của cái nhà sản xuất này á, là nó sản xuất cái máy dòng high end. High end tức là dòng chất lượng cao của Mỹ Đế. Nó không có loại dòng sầm râu. Nó có loại dòng sầm râu thấp hơn dòng nó chút xíu, nó có tên là Coldstream. Là cái hệ máy mấy em thấy ở bên THL quận 6 hồi xưa đó. Và cái dòng máy thứ hai là Evolution. Đó, đó là hai cái dòng máy mà thuộc dạng là dành cho những cái phòng gym mà nó mức độ đầu tư nó không bằng được BBT, nhưng mà nó cũng muốn chơi máy Mỹ. Đó thì người ta đầu tư những dòng máy đó. Nó khác so với những thằng thương hiệu Mỹ khác. Có những thằng thương hiệu Mỹ khác mà tò đầu tàu không à. What? Mà nó có những dòng máy low end, dòng máy thấp á, nó gắn cái thương hiệu vô. Ờ hiểu không? Còn này dòng máy high end em nhìn như một máy không có giá dưới 100 triệu. Wow. Tiền trăm đựng đụng. Phải 100 mấy, 110, 120 gì đó thì ok. Còn ví dụ như cái dòng máy Việt Nam ấy, thì ta mua chừng 20-30 có rồi. Còn cái dòng máy Tàu thì nó cao hơn 30-40 là cũng có. Còn nhiên Mỹ Đế thì thôi, nó là phần còn lại của cuộc sống. Mà đây là phòng Performance Plus, máy Mỹ Đế sản xuất bên Mỹ luôn. Dòng cao nhất nha mấy em. Nè mấy em nhìn thấy chữ này Performance Plus nè, logo nè, nó rất là ngạo nghệ những cái điểm này. Đó, và cái cách thiết kế máy nó không quá thô, nhìn cái máy rất là sang. Xài cũng bền lắm mấy em. Nói chung là máy hai chức năng, một chức năng bicep và một chức năng tricep. Thiết kế một cái máy để tập lại gì, superset hay em cơ đối lập rất tuyệt vời. Một ngày tập thôi, một ngày tập cho dứt. Tí xíu mình sẽ chứng minh cho em, anh tập một ngày tập dứt, tập tay. Tập tay, một ngày tập dứt với một cái máy thôi. Đó là cái sự vi diệu của cái máy này. Thường đó nha, anh nói là anh là kinh nghiệm giang hồ nhiều rồi. Anh tập cái máy mà bicep tricep á, rất là nhiều hãng nó bắt trước để sản xuất cái dòng máy bicep tricep. Nhưng mà nó bị lỗi ở cái dòng tricep. Nó bị lỗi, mà lỗi thì thật sự anh cũng hơi bị đẻo đẻo hồi xưa anh không nói. Cái dòng máy phòng ghi buồn sáu cũ nó lỗi cái mẹ nó tricep mà ơi. Hồi đó tao quay video gán gồng dữ lắm luôn á. Anh là kinh nghiệm cao, ráng gồng để tập cho đúng á. Nhưng mà bảo đảm người ta vô tập sẽ rác tiền. Nó bị lỗi, đúng không? Cái dòng đu nó nguy hiểm lắm. Cái đu co nguy hiểm lắm, nó đúng co à. Nó sai co còn lại à. Vô phòng gym BBT là các bạn phải làm quen với thiết bị. Cái đó là mục tiêu yêu cầu tối thượng của Duy Nguyễn dành cho tầng lớp PT. Và Duy Nguyễn đã đầu tư một cái hệ thống video khủng bố rồi. Một cái project rất lớn. Rồi, nhìn. Đó. Chưa vô á. Chưa vô đâu nghe đâu đúng không? Lắc lắc nó. Ngồi. Thoải mái không? Cái này là cái sự thoải mái nha. Cao phải ngồi vậy chứ cao ngồi vậy sao tập. Đó, thoải mái không? Ok. Đây là vị trí tập tay của anh. Vị trí tập tay thoải mái nhất. Không có vậy nha. Cái chân nè. Có hẳn tập đúng cái chân gì luôn ba. Xấu quá. Rồi ok, vị trí rất thoải mái. Thả ra. Như vậy anh Duy không thích chút nào hết. Anh Duy không thích chút nào hết đó mấy em. Tự nhiên mấy em vô tập mệt quá. Cái hành động này giống như hành động tụi em thả tạ đùng đùng á. À đón lại. Đón lại. À lại kìa. Rồi. Đây là chốt tạ. Chốt tạ đó thì nó cái tạ nhà sản xuất á, người ta sẽ cho dạng custom. Custom là các em có thể chọn lên này 150 pound thì có chọn 200 bao gì đó tùy nhà sản xuất, tùy cái thằng mà làm phòng. Hãy đến với chúng tôi, logo huyền thoại nhất hành tinh. Đây. Pro Performance Plus và BBT chúng tôi luôn tuân thủ quy trình bảo trình thiết bị. Đây, đầu tiên là ví dụ như phải check in thường xuyên, đầu này mấy cái dòng này bao nhiêu tháng lao gì dặn ốc gì dặn gì rồi các kiểu nha mấy em. Rồi xong rồi bảo hành bảo dưỡng nữa nè, không? Đúng không? Phải tuân thủ. Nè, free replacement phạt. Là gì? Thay thế linh kiện. Thí dụ cái linh kiện 1 năm là thay gì? À, chết mẹ rồi, 9 tháng mới thay này hả ta? Tức là 9 tháng nó yêu cầu mình thay gì? Thay cái nệm. 9 tháng thay cái nệm mấy em. Mà các em mua máy rồi muốn thay nệm liên hệ anh nhập về cho. Xin giới thiệu với các em đặc điểm của máy này là cái gì? Đèn nhám. Tiếng Anh nó là cái gì? Finco hay Franco gì đó. Franco Plug hay gì đó. Hay Finco Plug gì đó quên rồi. Để tối về tra Google. Cái dòng mà Cray đó là Silver chứ. Silver đó là cái dòng basic, cái dòng mà standard.
Còn mấy cái dòng này dòng custom, mới chỉnh màu cho đẹp. Tính chỉnh màu cam rồi đó, sẽ chối màu thôi. Bởi vậy là máy nó xui lắm, mà hên xui mấy em, mà chỉnh lộn màu RAM cái là thấy mẹ luôn á. Có mấy cái máy nó nhập cái gì hàng tồn ở đâu ra đó mấy em. Máy màu tím luôn trời. Còn máy phòng game máy màu tím hoàng hôn luôn. Màu hồng nữa. Bảo đảm cái nhà sản xuất nó khùng khùng, nó in, nó sơn lộn cái màu á, xiền luôn á, chứ không ai làm màu đó đó. Nguyên tắc á là cái màu khung là phải là màu lạnh. Không ai làm khung màu nóng, màu sốc hết á. Trừ khi mấy thằng nó không đi học thiết kế thôi. Anh đi tập nặng quá, anh đi phá máy nó di chuyển hoài ta. Cái này nè mấy em, nó có khoang ốc ở dưới đó nha. Nhưng mà tại vì anh là anh không phải, anh làm nghệ thuật, anh có nhu cầu anh khiêng cái máy đi vòng vòng, em hiểu không? Nên anh không có khoang. Chứ cái này nó có lỗ chân ốc bắn ốc dưới đó bà. Chứ xong lẹ lên khịa khịa máy Mỹ sao mà quay vòng vòng tôi đạp cái chết bà luôn. Đúng không? Cái này không cần máy Mỹ có, thằng máy Tàu nó bắt trước cũng có nữa. Nó đã bắn xuống sàn hết á. Nhưng mà mình bắn chỉ uổng, chỗ tôi, bữa nay tôi khiêng đây, mai tôi khiêng vô kia. Làm nghệ thuật mà. Dưới có một lỗi anh Duy cực kỳ ghét nha mấy em. Cái lỗi nó như vậy nè. Mấy thằng trâu bò nó cho nó tập máy Mỹ để bực mình lắm. Lỗi này nè mấy em. Cái lỗi này anh Duy ghét cực kỳ đúng. Mấy cái lỗi vậy mà nó để được không nội mẹ, nó khùng hay sao hết ơi. Nghĩ sao nó quất cọng dây nè, nó không vô nè, hết nè. Nó để cọng dây nó chấn vô một cái nữa đá. Đá thì cũng được á, không vậy đó, nó vô được nửa cây rồi. Giống như bây giờ tụi em vô nguyên khúc cũng có bầu mà vô nửa ống cũng có bầu à. Thì cái trường hợp nó cũng vậy thôi. Mà nó chơi về được, con lỗi này ghê hơn nữa nè. Ủa mấy cái lỗi vậy đó. Tập nhìn đi ba. Ủa tài sản của chung mà ba phá quá à. Mặc dù cọng dây này không nhiêu tiền hết á, nhưng mà nó hàng Mỹ đế. Đi ra chợ Việt Nam mua không có ông ơi, mua cọng dây nó bự chà bá đó, không có giống gì giống gì vậy đó. Nên mấy bạn tập làm ơn giữ gìn tài sản chung nha mấy bạn. Hên là cái máy này nó còn mới, nó dần dần ra chứ mấy cái máy kia dây nằm trong đó luôn. Rồi thêm cái lỗi nữa. Mấy chị em phụ nữ á, vô mấy BT hướng dẫn nha. Tập cây không thôi dẹp bài tao đi. Cái máy kéo xô nó tập cây không, nó quất hồi cái này nó dính đây luôn, nó xuống được. Nó dính ở đây luôn à. Bữa nào qua cái máy kéo xô đi review cho. Tập cây không. Nó nói thì vừa phải thôi, tập bèo bèo những hai ba cục chứ tập cây không thôi ra cầm tạ đứng bèo quay đi. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lai xe là đương nhiên rồi. Coi chùa hoài. 3 triệu. Đức Vũ 3 triệu, Hải Bánh 3 triệu, Vi Phạm 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.